Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Trung ương Giáo hội và Cục Quản lý Hành chính và Trung tâm Xã hội Bộ Công an đã phát động chương trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cho Chư Tôn Đức Tăng Ni tại thủ đô Hà Nội. Tại đây, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã chia sẻ về lợi ích của việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID trên thiết bị di động và trang thông tin định danh điện tử vneid.gov.vn, hướng đến mục tiêu cải cách hành chính và hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng sống của người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội nhấn mạnh, việc thực hiện tài khoản định danh điện tử là nghĩa vụ và quyền lợi của tăng ni, Phật tử, góp phần hoàn thiện công tác quản lý hành chính giáo hội. Thượng tọa tin tưởng việc kết hợp sẽ đạt nhiều kết quả tốt, góp phần phát triển xã hội trên nền tảng số văn minh, chất lượng, phục vụ người dân tốt nhất. Nhân dịp này, Chư Tôn Đức giáo phẩm đã thực hiện đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử tại hội trường văn phòng Trung ương Giáo hội.